là phải vợ anh Minh không? Bồ. Bồ thì lần em chở anh Minh lên hỏi cưới đúng không? Chẳng phải không phải bồ. Bồ. Bồ cũng là của nó mà vợ cũng là của nó. Thế thì trả lên hai lần nhỉ? Ai gọi bà kìa? Bà ơi! Bà già, bồ nó còn cưng hơn vợ nhiều. Bồ nó được chiều chứ vợ thì là của mình được không? Bồ mà không cẩn thận thế là... Thế thì bây giờ vào nhà tôi đi. Bồ không cẩn thận của thằng khác không? Nên là vợ là của mình nên mà vợ được, không được chiều bằng bồ nó chỗ đấy. Em ấy như thế và chị và thế và chị đá một phát ra khỏi nhà ngay. Thế hả em nhỉ? Vâng hả? Bồ có tiền cho nó hả nhỉ? Đây em đang nói là như thế chứ có em không bảo em đâu. Chị mà nghe tiếng một tiếng cái à? Đá đi ra khỏi nhà ngay. Ôi vợ em mà em chỉ cần lên lên phèng nó bỏ em ngay. Dạ thế. Lên phèng là... Mất tích rồi, mất đồ chơi chết. Các chú ở đó thì không có đồ chơi, chả qua là... Bồ ngoài đường cho anh này. Cho về ông chú. Tôi về nhà ngoại. Đây rồi anh Minh về đấy hả? Nhà bà họa bán mà. Cô họa nghiêm đấy. Đây, cầm vào sạc cái máy không? Mười ngày đêm mà. Mua gần đây bao nhiêu tiền bao đấy? 4.000. Không quá 200 mét đi. Ô, phải 53.000 mà. Năm nay 4.000 hả anh? 3.000 bao to, to 3 bì lá. 3.000 bao bì lá. Bẻ nó có 2.000.